Thế giới tự nhiên xung quanh ta luôn ẩn chứa vô vàn những khám phá đa dạng trên mọi phương diện. Hệ sinh thái trái đất vô cùng đa dạng và mỗi loài động vật lại có những đặc điểm riêng để chúng ta phải chú ý. Ngay cả là giun, giống loài tưởng chừng nhỏ bé và yếu ớt, cũng có rất nhiều điều bí ẩn mà anh em chưa từng biết tới. Giun còn có tên gọi khác như là trùng, sâu, là khái niệm thuộc về chỉ loại động vật không xương sống, có cơ thể điển hình là thân hình trụ dài và không có chân. Nào, hãy cùng Tại Ca khám phá những loài giun kỳ lạ nhất thế giới. Loài giun bí ẩn nhất thế giới với vẻ ngoài vừa quái dị nhưng không kém phần sang chảnh. Giun vảy Nam Cực hay còn được biết đến với cái tên khoa học chính là Eulalisca giganti thuộc họ Polynoidae. Đây là một loài giun biển khổng lồ quý hiếm sống ở dưới tầng sâu, tập trung chủ yếu ở khu vực đáy biển Nam Đại Dương. Chính vì thế mà loài giun này có những đặc điểm dị thường, đồng thời cũng ít được khoa học nghiên cứu bởi môi trường sống khó tiếp cận. Toàn thân được phủ một màu nâu xám, con giun vảy lớn nhất có thể đạt được chiều dài lên đến 20cm và chiều rộng là 10cm. Toàn bộ cơ thể của chúng được chia thành 40 đoạn, mỗi phần đoạn được xem như một mái chèo giúp chúng có thể bơi lội dễ dàng dưới áp lực lớn ở đáy đại dương. Bên cạnh đó, loài này cũng sở hữu một bộ hàm dài và khỏe mạnh bởi thức ăn của chúng là những loại cá biển khác. Tuy nhiên, những thông tin về thức ăn của chúng vẫn chưa được tìm hiểu sâu cũng như cách thức săn mồi của chúng đến nay vẫn còn là một bí ẩn. Thoạt nhìn, một con Eulalisca giganti có hai phần cơ thể chính. Phía trên là phần gạc mềm màu xám bao gồm bộ răng sắc nhọn. Còn bộ phận sang chảnh nhất chính là phần thân mình dài được phủ một lớp lông vàng óng. Tùy vào kích thước đa dạng của chúng mà diện tích của lớp lông này cũng thay đổi theo. Tuy nhiên, đừng nghĩ rằng bộ lông trông khá hoàng gia trên chỉ có tác dụng làm đẹp khi chúng bơi lội bồng bềnh dưới nước. Những sợi lông tương đối cứng và chứa độc tố có thể giết hại những sinh vật khác đấy. Chính vì thế mà ít ai dám mạo hiểm đến vùng Nam Đại Dương xa xôi và lặn xuống đáy biển để khám phá con vật có phần hơi dị hợm này. Cho đến ngày nay, loài giun vảy khổng lồ sống vẫn còn là một ẩn số đối với các nhà sinh vật học. Tất cả những gì mọi người có thể biết về chúng là vẻ ngoài tựa như một cơn ác mộng và giả thuyết cho rằng chúng rất quan trọng đối với sức khỏe của đại dương. Những yếu tố khác liên quan đến vị trí của loài động vật này trong chuỗi thức ăn, phương thức săn mồi, tập quán sinh hoạt vẫn còn là một câu hỏi lớn của nhân loại. Loài giun kỳ lạ có khả năng tái sinh não khi mất đầu. Đối với một số loài giun, việc tái sinh lại phần cơ thể bị mất không phải là điều gì quá lạ. Tuy nhiên, việc bị mất đầu lại mọc lại cả não thì không nhiều. Chúng ta vẫn thường biết các loài động vật có khả năng tái sinh một phần thân thể bị mất như sao biển, cá, ếch, kỳ nhông và nhện. Khả năng đặc biệt này là một điểm di truyền xuất hiện hàng trăm triệu năm trước. Nhưng đối với một số loài giun biển đặc biệt thuộc ngành Nemerti lại có khả năng đặc biệt hơn nhiều, đó là khả năng phục hồi đầu và bộ não bị cắt đứt. Khả năng này còn lại từ 10 đến 15 triệu năm trước. Trong nghiên cứu, các nhà nghiên cứu đã biên soạn dữ liệu về 35 loài giun đặc biệt này và cắt đầu đuôi của các cá thể trong 22 loài. Họ đã phát hiện ra rằng tất cả các loài có thể mọc lại khi bị cắt cụt. Đáng ngạc nhiên nhất là ít con có thể tái tạo một cái đầu hoàn chỉnh như ban đầu. Tuy nhiên, tất cả những con giun không đầu đã sống sót trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng sau khi bị chặt đầu. 5 loài giun đã được ghi nhận là có phần đầu và não tái sinh, 4 trong số chúng lần đầu tiên làm như vậy và một loài trước đây được biết đến có khả năng tái tạo đầu. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu cũng đã từng tìm thấy thêm bằng chứng trong các nghiên cứu trước đây về việc mọc lại đầu trong một số loài giun này. Kết quả của họ cho thấy tổ tiên của tất cả các loài giun thuộc ngành Nemerti có khả năng không thể mọc lại một cái đầu bị cắt đứt. Và sự phát triển đầu phát sinh độc lập chỉ trong một số ít loài giun. Điều này cũng đặt ra những câu hỏi quan trọng về tất cả các loài động vật có thể tái tạo các bộ phận trên cơ thể. Đồng tác giả nghiên cứu Alexandra Bailey, phó giáo sư sinh học tại Đại học Maryland cho biết, khi chúng ta so sánh các nhóm động vật, chúng ta không thể cho rằng sự tương đồng về khả năng tái sinh của chúng là cũ và phản ánh tổ tiên chúng. Loài giun nhỏ bé có khả năng phát ra âm thanh lớn nhất trên đại dương. Loài giun biển chỉ dài khoảng 29mm đã tạo nên kỷ lục khiến các nhà nghiên cứu phải ngạc nhiên. Căn cứ được đưa ra từ nhà sinh vật học biển Ryurato Goto từ Đại học Kyoto và các đồng nghiệp đã đo được âm thanh phát ra từ những con giun này. Chúng phát ra âm thanh ở cường độ lên tới 157 decibel. Thực tế, chúng ta có thể nghe thấy âm thanh thấp tới 10 decibel. Tuy nhiên, với âm thanh khoảng 130 decibel trở lên có thể khiến chúng ta trở nên đau đớn và gây hại cho tai.
Âm thanh của loài giun mới được phát hiện có thể so sánh với âm thanh được tạo ra so với cách mà loài tôm tấn công con mồi. Đây là một trong những âm thanh sinh học dữ dội nhất đã được đo trên biển. Loài tôm được nhắc đến có thể tạo ra cường độ âm thanh lên tới 189 decibel để chúng làm choáng con mồi. Cường độ này đủ để phá vỡ kính. Thực tế, loài giun biển kỳ lạ này mới chỉ được mô tả gần đây vào năm 2017. Chúng đã khoét lỗ trên bọt biển dọc bờ biển Thái Bình Dương của Nhật Bản, nơi chờ đợi con mồi và quyết liệt bảo vệ bãi cỏ khỏi các đối thủ. Giun biển khổng lồ dài tới 8 mét dưới đại dương. Thước phim quay quảng cáo du lịch của hai thợ lặn là Hathaway và Andrew Battle thực hiện tại hòn đảo ngoài khơi New Zealand thu hút gần 1 triệu lượt xem đã ghi lại khoảnh khắc giun biển khổng lồ dài tới 8 mét dưới đại dương. Đó là Pyrosum. Chúng là một tập hợp của hàng ngàn sinh vật bé nhỏ, thường được gọi là giun biển khổng lồ. Theo mô tả, Pyrosum có kích thước lớn màu trắng xanh, thậm chí hồng nhạt, thường sống ở vùng biển nhiệt đới ấm áp. Dù những sinh vật nhỏ bé có thể tách rời khỏi quần thể, nhưng khi chúng tập hợp thành thực thể sống khổng lồ có thể khiến các sinh vật biển phải khiếp sợ. Được biết, một đầu giun biển khổng lồ có nhiệm vụ hút nước biển, lấy thức ăn là sinh vật phù du, sẽ đẩy phần nước đã lọc sang đầu bên kia. Với thân hình khổng lồ nên ngay cả động vật to lớn hay thậm chí người trưởng thành cũng có thể trở thành con mồi béo bở của Pyrosum. Lời khuyên của các chuyên gia dành cho những du khách khi đi lặn ở những vùng biển ấm áp, nếu gặp phải loài giun biển này, tốt nhất là nên tránh xa nếu như không muốn bị bắt mạng. Loài giun ăn đá, thải ra cát. Các nhà khoa học đã phát hiện một loài giun thuyền có thói quen tiêu hóa kỳ lạ khi ăn nhiều đá và thải cát ra môi trường. Phần lớn các loài giun thuyền có màu trắng đục, thân hình nhỏ, dài từ 2 đến 5cm, có loài cá biệt dài đến 60cm, đường kính thân lên đến 1cm. Giun thuyền thường sống trong một lớp vỏ cứng, xù xì, chúng hay bám vào vách đá, các đê chắn sóng hoặc các vỏ tàu thuyền thành những màng dày đặc. Đó là lý do nhiều tàu bè trở về sau khi đánh bắt thường phải cạo sạch giun thuyền bám vào vỏ tàu để tránh hư hại. Một số loài giun thuyền còn có khả năng gặm nát những miếng gỗ. Tuy nhiên, tài phá hoại của chúng sẽ không thể so bằng loài giun thuyền mới được phát hiện khi có thể xé những khối đá và cho vào cơ thể. Tên khoa học của chúng là Littoredo abatanica. Loài giun thuyền này thường được tìm thấy nhiều tại các đoạn sông ở Philippines, chủ yếu sống ở đáy sông hoặc trú ẩn trong các tảng đá ven bờ. Cơ thể của chúng lớn hơn những anh em giun thuyền khác, hai đầu vẫn có hai chiếc vòi hữu hiệu nhưng lại không có lớp vỏ bảo vệ. Theo các nhà khoa học, sở dĩ chúng phá được đá là nhờ một loại vi khuẩn cộng sinh sống trong mang của chúng. Vi khuẩn này tiết ra một loại enzyme làm mềm đá và giúp các vòi dễ dàng xuyên thủng. Sau khi phân tích giải phẫu một số con giun thuyền, các nhà khoa học phát hiện ra một loại vật chất trong hệ tiêu hóa có cấu tạo giống như các lớp đá nơi chúng sinh sống. Điều này giúp các nhà khoa học tin rằng loài giun thuyền mới này thực sự đã ăn đá. Chúng ăn đá để làm gì? Hiện tại các nhà khoa học vẫn chưa có câu trả lời chính thức. Tuy nhiên, trong quá trình giải phẫu, nhóm nghiên cứu nhận thấy chúng không có ruột già, đồng thời chiều dài đường ruột cũng ngắn hơn những anh em khác. Chính vì thế, giả thuyết hợp lý nhất là loài giun thuyền này chủ động ăn đá vào cơ thể và lợi dụng sự chuyển động của các hạt đá trong dạ dày để nghiền nhỏ thức ăn, giúp thuận tiện hơn cho những giai đoạn tiêu hóa kế tiếp, nhất là với đường ruột hạn chế. Phương pháp ăn đá để dễ tiêu hóa này cũng được một số loài chim áp dụng. Cũng có giả thuyết cho rằng có thể cơ thể của chúng thiếu một số chất nào đó có trong thành phần của những loại đá này. Hiện tại, các nhà khoa học đang nghiên cứu bộ nhiễm sắc thể của loài vi khuẩn cộng sinh trong mang của giun thuyền này với hy vọng có thể có thêm những manh mối khác. Trong khi đó, tạp chí khoa học Science tỏ ra lo sợ rằng sự lan rộng của loài giun thuyền mới này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sông ngòi và các hoạt động nông nghiệp của con người. Những tảng đá trên sông mất dần đi trong khi đáy sông thêm nhiều cát có thể làm thay đổi dòng chảy của con sông, gây ra các hiện tượng sạt lở hoặc bồi lấp không mong muốn. Và video đến đây là hết rồi. Đừng quên like và share nếu bạn thích. Và subscribe Tagang ngay tức đón xem những video mới nhất của mình. Chân anh cảm ơn anh em.